yêu những cái câu dân ca của quan họ, ví dụ như là qua cầu ngã nón trong cầu, cầu bao nhiêu nhịp, dạ sầu bấy nhiêu, hay là trúc sinh trúc mộc bờ ao, em sinh em đứng chỗ nào cũng sinh. Đó là những cái câu phải nói là thấm đượm cái tính nghĩa tình, tính nhân văn và cũng như cái tình cảm dạt dào đối với quê hương đất nước. Tidal Music hân hạnh tái ngộ khán giả truyền hình Hậu Giang, thành phố Cần Thơ tại cà phê Sách Phương Nam, số 6 Đại lộ Hòa Bình, thành phố Cần Thơ. Quê hương và khúc dân ca là Tidal Music chương trình 4 giới thiệu ca khúc của nhạc sĩ đồng bằng do ca sĩ Hoài Phương diễn tấu cùng nhạc cụ dân tộc và nghệ sĩ múa đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra, chương trình còn có sự tham gia của nhóm nhảy Sim cùng giọng hát Bích Ngọc và rapper Vũ Long đang được giới trẻ mến mộ. Mời quý khán giả đến xem tại cà phê Sách Phương Nam, số 6 Đại lộ Hòa Bình, thành phố Cần Thơ, hoặc đón theo dõi qua sóng truyền hình Hậu Giang lúc 20:30 ngày 7 tháng 11 năm 2010. Ngay từ bây giờ, khán giả có thể đặt câu hỏi giao lưu qua số máy 07112 247 457 hoặc 07112 247 458.